Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với phần điểm những tin vắn đáng chú ý trong bản tin thời sự sáng ngày 14 tháng 2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 và vào thời điểm này thì tại nhiều trung tâm thương mại như là chợ hay siêu thị thì hay các cửa hàng hóa đã được bày bán phong phú và sức mua thì đã tăng đáng kể. Tại các siêu thị lớn, sức mua tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với bình thường. Các chợ lớn nhỏ cũng trở nên nhộn nhịp, sức mua tăng cũng tỷ lệ thuận với giá cả của nhiều mặt hàng, sản phẩm tăng lên. Một số mặt hàng đang có biến động tăng nhẹ, chủ yếu là nhóm thực phẩm như là thịt trâu, bò, lợn, gà, giò chả, gạo nếp. Các sản phẩm tươi sống như là thịt bò, thịt lợn, thịt gà tăng lên 20 đến 30.000 đồng trên một cân. Các sản phẩm thủy hải sản tăng từ 20 đến 25.000 đồng trên một cân. Tuy nhiên, tại một số địa phương như Trà Vinh, giá rau hoa màu có xu hướng giảm. Sẽ thanh tra đột xuất các mùa lễ hội đầu năm tại các địa phương. Đây là thông tin vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố. Theo đó, thì đoàn kiểm tra do 3 đơn vị là Thanh tra Bộ, Cục Di sản Văn hóa và Cục Văn hóa Cơ sở sẽ tiến hành thanh tra đột xuất ở các địa phương ngay sau khi bắt đầu mùa lễ hội năm 2015 sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Năm nay, công tác thanh kiểm tra sẽ được tiến hành đột xuất ở tất cả các địa phương. Các đoàn sẽ làm việc ở cơ sở là nơi tổ chức lễ hội trước, chủ động xem xét mọi việc, thu thập chứng cứ các sai phạm, sau đó mới tiến hành làm việc với các địa phương, đơn vị chức năng ở địa phương để chấn chỉnh kịp thời các sai phạm nếu có. Việc làm này đảm bảo tính khách quan trong công tác thanh kiểm tra, tổ chức, quản lý lễ hội, tránh tình trạng đối phó của địa phương. Hôm nay ngày 14 tháng 2 được coi là ngày lễ tình nhân và trên kênh truyền hình CNN của Mỹ đã thống kê danh sách 10 địa điểm mà các cặp tình nhân nên đến trải nghiệm và khám phá. Trong đó Hội An của chúng ta cũng được lọt vào danh sách này. Hội An được đánh giá cao bởi dáng vẻ cổ kính, thanh nhã là nơi mang lại một cảm giác rất bình yên cho những vị khách ghé thăm. Ngoài ra, trang CNN đánh giá, những ai đã từng may mắn đặt chân tới thành phố này chắc đều khó có thể quên một phong vị ẩm thực rất riêng và hiếm có thể thưởng thức lại ở một vùng miền khác. Tin thế giới, giá dầu thô trên thị trường thế giới ngày hôm qua đã tăng vượt ngưỡng 60 đô la Mỹ trên một thùng lần đầu tiên trong gần 2 tháng qua. Theo số liệu từ sàn giao dịch thị trường New York, Mỹ, giá dầu Brent giao tháng 4 năm 2015 trong ngày hôm qua đã lên 61,52 đô la Mỹ trên một thùng. Đây là lần đầu tiên giá dầu Brent vượt ngưỡng 60 đô la Mỹ trên một thùng kể từ ngày 24 tháng 12 năm ngoái. Giá dầu thô của Mỹ trong ngày cũng tăng lên 52,78 đô la Mỹ trên một thùng. Hôm qua là ngày tăng giá mạnh nhất của hai loại dầu thô trên kể từ tháng 11 năm ngoái. Sự tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền Trung châu Âu đạt cao hơn mức dự báo và số lượng các giàn khoan dầu của Mỹ tiếp tục giảm là nguyên nhân chính đảo đà lao dốc gần một năm qua của giá dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng với nguồn cung dư thừa tới gần 2 triệu thùng trên một ngày, giá dầu trong thời gian tới có thể vẫn tiếp tục có những biến động. Các tập đoàn công nghệ tư nhân và chính phủ Mỹ cần hợp tác chặt chẽ hơn nhằm đối phó với tin tặc và gián điệp mạng sau vụ việc tấn công mạng các tập đoàn lớn như là Sony. Đây là tuyên bố được Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra hôm qua tại hội nghị an ninh mạng diễn ra ở trung tâm công nghệ Silicon của Mỹ. Phát biểu tại Đại học Stanford, bang California, Mỹ, nơi tổ chức hội nghị an ninh mạng, Tổng thống Mỹ yêu cầu các tập đoàn công nghệ cần chia sẻ nhiều thông tin hơn với nhau và với chính phủ Mỹ. Ông Obama cũng ủng hộ việc thiết lập các tổ chức phân tích và chia sẻ thông tin để giúp các doanh nghiệp và chính phủ Mỹ trao đổi với nhau về các rủi ro an ninh mạng. Trong thông điệp liên bang năm 2015, chính quyền Tổng thống Obama xác định bảo đảm an ninh mạng là một trong những ưu tiên hàng đầu đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua 13 tháng 2 đã lên tiếng rằng thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được tại Minsk đang bị đe dọa nghiêm trọng. Tuyên bố của ông Poroshenko được đưa ra trong bối cảnh đã xảy ra một vụ pháo kích vào một trường học ở thị trấn Artemis do quân chính phủ kiểm soát, khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Ông Poroshenko cáo buộc lực lượng ly khai đã tăng cường các vụ tấn công trong vòng 24 giờ qua. Bất chấp lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 theo thỏa thuận giữa 4 bên gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức, chiến sự vẫn tiếp tục leo thang tại khu vực miền đông Ukraine. Theo một người phát ngôn quân đội Ukraine, đã có 11 binh sĩ thiệt mạng và 40 người khác bị thương chỉ trong vòng 24 giờ qua. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin thời sự cũng đã kết thúc. Quý vị và các bạn có thể theo dõi các chương trình của Ban Chỉ đạo Đối ngoại bằng cách truy cập vào trang web vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và thân ái chào tạm biệt.